Rồi đó, rồi cá nhiều nè, cá nhiều, cá nhiều. Ô chú dặn cái cá nhiều các bạn. Ô kìa, ô kìa, trắng hết trơn kìa. Ồ, này là cá heo một nắng. Này là cá liềm kìm một nắng. Liềm kìm là cái mỏ ngắn ở trên, cái mỏ dài chứ. Còn cá này là con cá nãy bác ba nói là cá nhái nè, hiếm nè. Mấy chục năm mới gặp được. Nó giống như con cá nhồng, cái dòng biển á, cá nhồng, cá nhồng mày nghe nè. Con mạng phép con quay trước ha. Giờ chấm mắm mè quốc cái là tới luôn nha các bạn. Của Long Bằng Kim Sung. Giáp bộ á, bộ rồi đó. Thôi vừa xuống mà đang dở cái, đang dở luôn nè các bạn. Ủa cá linh kìa, cá linh nhóc trên kìa. Kênh nào anh? Này mới dở luôn ha anh. Mình kênh gì? Hả? Dạ kênh em là YouTuber. Dạ có đi với chú Ba La, bến chú Ba La chỉ qua đây. Cái này trời ơi kìa, cái linh không? Này lớn lắm rồi. Dạ cái này chắc ít thôi anh. Tại bữa không em chạy vô em hỏi rồi gặp cô nói rồi cái này ít, năm nay ít rồi, ngày mấy chục ký gì. Hôm nay thắt cái năm rồi đúng không? Lên xúc làm mấy thao. Dạ. Vô làm gì đi chơi? Cái này là xúc lên cái cắt cái bụng cái nhậu liền không còn gì bằng á. Ừ. Ừ, cái này cá heo nè các bạn. Này là đặc sản sông nước nè, mà sao anh để ngoài này á. Thả đi. Sống rồi mày. Này là cá cơm. Cái này là liềm kìm hay cá ngái gì đó. Liềm kìm cá ngái gì đó. Mình cũng không gần nữa. Dạ đợi em chút. Thấy không? U ba gọng các bạn, bên đây là lòng tông, bên kia là cá linh. Ngọn này là không biết cá gì luôn. Để họ lựa mình coi cho mấy bạn coi. Mình vừa chạy xuống chưa kịp quay giới thiệu nữa. À này là cá bự kìa, có cá điêu hồng nữa các bạn. Mình cũng chưa kịp giới thiệu cho các bạn biết nữa. Chào mọi người nha. Mình đang ở đây là ở phường Bình Khánh các bạn, phường Bình Khánh thuộc thành phố Long Xuyên nha, tỉnh An Giang các bạn. Mình cũng không nghĩ là ngay trung tâm thành phố mà lại có một cái gió
tuổi thơ các bạn. Mình thì ở bên kia, bên kia cồn, bên kia là cồn Mỹ Hòa Hưng các bạn. Còn ở đây vùng Bình Khánh này là ngay chỗ mấy ghe đậu nó chạy lên kia chút là chợ đầu mối của chợ đầu mối hải sản cá rồi các bạn. Lớn lắm, chợ lớn lắm các bạn. Mình bữa hổm mình được chú kia chỉ qua đây coi, cũng có quen, cũng nhờ quen, nó cũng dễ các bạn, chứ lạ lạ như không dễ gì người ta cho. Giờ thì ngay chăng giờ đặt gió luôn các bạn. Cô kìa. Dạ. Là giờ này mới văng lưới cá cơm vậy hả cô? Này là cô văng lưới cá cơm vậy các bạn. Cá cơm cái lòng tâm. Nhiều không anh? Nhiều không? Trắng lưới rồi nè. Ủa đã. Những lúc cá cơm xong lên bắt đầu vũ các bạn. Mình cũng có cái clip mình đi văng cá cơm á. Giờ thì mình đợi nè. Này là cái gió nè các bạn, gọi là cái gió nè. Mình đưa nó để xuống cái khoảng 10 15 phút cái mình dở lên. Đó, gió của tuổi thơ nè. Dạ. Biết ba bụng đi câu không? Ba bụng á ta. Dạ không. Cái nhà máy ngoài nó xong không? Quay gỡ lưới á. Dạ không, em gần Bắc Tôn á, gần xéo trường tiểu học Nguyễn Văn Trực á. Vô coi YouTube đó là vô vậy. Dạ. Dạ kênh em là chữ YouTube mà thêm chữ EG làm sao á? YouTube AR á. Dạ, thì cái app YouTube thêm chữ EG nó ra. Ủa, trắng lưới hết trơn kìa. Hai tay à. Trắng hết trơn ha. Trắng không ạ? Trong cái. Đây là mấy YouTube ta. Dân về xong rồi sẽ có cái cây vũ nha các bạn. Đập đập nó ra chứ gỡ biết nào mới xong. Dở gió các bạn. Dạ. Ủa, nhảy kìa. Giờ là ít nữa các bạn. Cái này mà nhiều một cái là xúc cái là đá luôn. Mình vừa kho luôn nè. Lấy lên là vừa nhậu quá ngon. Này muốn cá trúng rồi phải ngồi dằn như nữa các bạn. Anh đang ngồi dằn cho cái lưới nó xuống sát dưới luôn ha anh. À, cho đè cho cái lưới nó sát xuống đất các bạn. Nó mới trúng cá hơn là mình để mình không dằn cái nó lửng lên. Rồi cách đây mà một vài năm trước là dở một cái là coi là ghiền luôn. Bây giờ thì cá nó ít rồi, nó không có nhiều như hồi trước các bạn. Nó không có trúng như trước kìa. Nó buông ra cái nó nổi lên thấy không? Đây tao lên tiếp. Leo như leo thang nha các bạn. Cây này nó bự lắm. Đó, có người dặn cái thấy nhiều hơn rồi đó. Ồ, có người dặn cái trúng liền trời. Ồ, đá kìa. Công việc dặn đơn giản mà thấy nó hiệu quả quá ha. Nè, luôn
sao. Ồ, có trắng luôn kìa. Ăn cá đuôi hồng nướng không? Cá đuôi hồng nướng nè. Có một con cá điêu hồng các bạn. Mẹ này chắc cỡ cực ký cái linh à. Ồ. Này là cá tươi xanh luôn các bạn. Vô thao. Một người dặn là nhiều, thêm một người nữa là chắc nhiều nữa. Vô đi. Vô ba. Ồ, cái đã. Ăn nướng cho ba ăn đi. Cá mà nhiều nó nhảy đá. Đó. Cá mà nhiều nó lên nó nhảy đùng 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 ha. Nhảy đưa đưa chứ. Sướng nhà đâu. Nay mày lên dằn xuôi bữa nay mấy cháu đất nó ra nhậu rồi không có kéo. Ồ. Mười mấy ký à ta, mười mấy ký con. Thế. 18 cho 18 9 ký à. Dạ 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 dạ. Ồ, cá cá xúc linh xong rồi nhậu luôn nha các bạn. Còn gì bằng. Cá linh tươi. Cá linh tươi nướng luôn hả em chú? Nướng trong mắm mè. Nướng mắm mè. Dạ. Dạ. Tươi xanh luôn. Cái này thì trâu. Nó đánh lên kênh thôi. Kênh nào không biết. Dạ rồi, dạ rồi. Cái nằm vô dưới đâu hoài luôn rồi. Không nó biết gì đây. Đây là chả cá dảnh nè bạn. 100% cá dảnh nè. Thân cái vòi. Ăn này nó phao cái miệng luôn á. Đi có pha vô trong rồi cho kê có pha. Đẹp nhất luôn. Có dính con cá cá này cá khoai cá này thịt nó cứng nên con này làm khô chắc ngon. Cá này cá khoai nha bạn. Cô vũ xong cái cô rửa rửa cũng đem ra chợ bán giống như bà hổm nha con. Nhiều quá, lên chợ rồi đầu mối. Dạ. Chợ đầu mối không? À, chợ đầu mối trên đây nó cũng căng luôn ha cô. Ừ. Như bạn hàng á, bạn hàng ở xa lại mua. Dạ. Mình đem nó cái mình chạy cái bạn hàng lên. Còn ít thì mình đem là chợ luôn, chạy thẳng lại chợ luôn. Ông chú La bển là văn xong rồi chú La mướn ta mặn không à? Ừ. Mướn ta mặn là như bán có giá hơn rồi chứ. Ừ. Thời gian. Dạ. Bán gì nó lại còn gió này kia nữa ha. Ừ. Được không mà thiệt không có người dằn cái cá nó ít thế cô. Dạ. À đi sát đất chứ mình phải dằn cho sát ha. Dạ. Này nó có hay dính cá bự không cô? Dạ. Để nãy giờ đâu có 20 phút rồi mà có nhiều cá ha. Dạ. Giờ này cũng 11, 12 giờ trưa nên cá nó cũng không có chạy nhiều. Mình tính lên một mình nhưng mà hai anh nói là hai người mới được các bạn. Để nãy giờ cũng 20 phút. Ồ cá nhảy kìa. Thỏ. Thỏ đó. Ê cái này có cá nhiều nha. Này cá nhiều rồi, này cá nhiều rồi. Đó, đó, đó. Thỏ. Cái linh là động nó nhảy dữ lắm nhảy.
giờ này chưa nắng rồi, bởi vì nó không cũng không chạy nhiều nha các bạn. Này thì chủ yếu là cá linh thôi. Hồi đó là người ta ghẻ như cá linh chứ bây giờ là không có vụ mà nói ghẻ như cá linh đâu. Cá linh bây giờ là ăn kiếm ăn không ra đấy. Cái rãnh này là để xây chả luôn à. Là con cá cơm hay là khô cá cơm? Con khô cá cơm. Con cá cơm mình phơi khô đúng không? Cá cơm tươi mình phơi khô. À đúng rồi. Cá cơm mình đã đập ra đó. Trời ơi, này là đặc sản nữa nè các bạn. Đó, đặc sản, đặc sản. Này là cá cơm mà để nguyên con còn phơi khô nha các bạn. Trong ngoài cá cơm tươi nha. Chấm mắm me nhậu. Quay trứng nè. Màu sáng. Trong cái này iPhone 6 anh ơi. 6 thường à. Đó. Cảm ơn. Cái này chấm bia là bá cháy. Để con quay chứ nha. Con mạn phép con quay trước nha. Má ra con quay nó tiếng nhẹ. Giờ chấm mắm me quốc cái là tới luôn nha các bạn. Của nó bằng chấm sum. Bộ nó quay đẹp. Cái bộ quay màu đẹp lắm. Quay mẹ đâu đây? Không quay đâu, không quay đâu. Mấy bạn ơi, giờ mình nó lên không nổi rồi. em tính mình lên em lên nổi, nó lên không nổi rồi. 75kg mà lên không nổi các bạn. Đó, bắt đầu bật xuống. Ồ, cảm giác bao cảm giác luôn. Xuống tới đất luôn. Để chơi cũng nguy hiểm. Dạ. Thế này cũng nguy hiểm lắm chứ không phải dễ ăn đâu nha. Bởi vì em canh em còn tỉnh tỉnh em đi nổi. Ngồi tỉnh đi sao nổi. Thôi, bởi vì không có người dàn không có nhiều các bạn. Ít à. Dạ. Chứ giờ. Giờ này nó chưa nữa, nó cũng không có chạy nhiều ha. Vô con Goofy nữa. Cái linh mình sẽ gọng tại chỗ luôn. Cầm tay chỗ rồi sẽ có bạn hàng lại mua. Cái linh này mà miếng lẩu mắm một cái thôi thôi còn gì bằng. Này linh này lên ghê phải không anh? Ừ, vừa. À thì ra cái này là chú hơi khô chú nãy chú chiên đó anh. Đây. Đây là cái món mà chú mới chiên rồi nè bạn. Cá cơm quất lên rồi phơi nắng luôn. Xong rồi nhậu rồi đem ra chiên quất luôn. Quá dữ. Ngon cực kỳ luôn á các bạn. Giờ mình như này chú ra chú đứng đứng dặn cái cây cho có cá nhiều để mình quay các bạn. Dạ. Khô máu luôn cái này chơi khô máu luôn. Nhưng phơi nắng nhưng mà có tiền. Lên gió các bạn ơi. À, lên cũng phải cực lắm chứ không phải giỡn nữa nè. Mình thấy cá thì mình thấy ham vậy chứ cũng cực lắm. Đâu rồi dính Hugo ơi, vô Hugo ơi. Đó, rồi cá nhiều nè, cá nhiều, cá nhiều. Ô chú dặn cái cá nhiều các bạn. Ô kìa. Ô kìa trắng hết trơn kìa. Ồ. Ồ ô kìa. Dạ. Ô. Qua đã. Dạ. Ôi. Vậy chú dằn cái vô cá liền nè các bạn. Ú, sướng. Mấy này có mấy ký chú? 2 3 ký không? 3 ký. 3 ký à. Đồ. Vô. Phải có người dằn cái nó mới trúng cá. Nó mới sắt đất được. Dạ. Quá đã luôn. Dạ. Oh,
cá linh vừa non mà vừa ngon thế này. Bây giờ biết căng ra chợ có nhiêu không? Có 30 ngàn 1 ký à. Nhưng mà nếu mà mấy bạn mà ở thành phố rồi mà muốn ăn ha, là mấy bạn nghĩ cá linh này bao nhiêu ngàn, mà bao nhiêu 1 ký? Cả 100 ngàn 1 ký các bạn. Còn ở đây người ta bắt cá tươi luôn, chỉ có 30 ngàn 1 ký à. Đúng nè. Dữ nữa. Ừ. Cá này cá sơn. Trời ơi trời. Cá này là chú phê một nắng nguyên con mà chú chi giòn luôn nè mấy bạn. À, này là cá phai với cá món này là heo. Món dữ luôn. Con này là cá heo nè, cá heo khô một nắng cá heo. Khoan chú ơi, món này là món cá phai. Món này là món độc quyền luôn. Cá heo. Cá phai. Là mấy con cá đó chú có để phơi vậy rồi để tủ lạnh hả chú? Để bắt. Tủ lạnh. Ồ ôi. Cá phai này để đưa ra màu này ngon lắm. Màu này bén như lưỡi lam luôn á. Này vô cá nhiều nè. Đó, thấy chưa? Có nhảy kìa. Hồi tới đây mà không nhảy thì chiều là hiểu rồi. Hết rồi. Ô, giờ này chưa nắng à, không chạy nhiều các bạn ơi. Còn không đã ha. Món này là món độc quyền đó các bạn. Một nắng nhưng mà thập cẩm. Này là cá heo một nắng. Này là cá liềm kìm một nắng. Liềm kìm là cái mỏ ngắn ở trên, cái mỏ dài dưới. Còn cá này là con cá nãy bác ba nói là cá nhái nè, hiếm nè. Mấy chục năm mới gặp được. Nó giống như con cá nhồng biển á, cá nhồng mày nghe nè. Con quẹ tẹt. Rồi nè, món này món dữ nè. Con này cá nè, cỡ này cá linh nè nghe các bạn. À, cá linh nữa. Cá này là chấm mắm me. Cá linh chấm mắm me là nó vô địch luôn rồi chị ơi. Đây là cá sơn mà làm khô bột nắng luôn. Thứ dữ luôn rồi. Bột nắng luôn. Này là cá khoai. Này là mồi bán không nha. Về miền Tây là ăn mồi này là bán như lưỡi lam luôn á. À, mình xin dở cái này cái cuối rồi mình kết thúc video nha các bạn. Cô nói là nói chung là nhiều vấn đề lắm nên cá nó sẽ không trúng. Nhưng mà mình muốn nói chung bữa nay cái clip này mình muốn giới thiệu cho mấy bạn là đây là cái gió cuối cùng còn rất lại ở trung tâm thành phố Long Xuyên. Đó. Cá nó bây giờ nó không nhiều nữa các bạn ơi. Một vợt cái nó được vài trăm gram vậy.